Vâng, chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Những cái video lần trước á thì tôi có giới thiệu cho các anh em những cái dụng cụ để chơi tài xỉu, là cái nắp camera hay là cái hộp tài xỉu có rung gì đó là có rồi ha. Còn đối với cái video này thì tôi tiếp tục giới thiệu cho các anh em một con máy đánh bài, chuyển qua môn bài lá đó. Tôi giới thiệu cho anh em một con máy đánh bài rất là đẳng cấp và rất là đáng cho anh để anh em mua. Thì giới thiệu với anh em, đây là con máy đánh bài CVK 700, là cái dòng máy đánh bài có cấu hình mạnh nhất trên thị trường. Chúng mấy anh em, đây là cái lô máy đánh bài tôi vừa nhập về này. Đây là những con máy đánh bài của cái hãng CVK, là cái hãng chuyên sản xuất máy đánh bài có tên tuổi và cái chất lượng trong thời gian qua. Những anh em đã dùng rồi đã biết rồi là cái sản phẩm của cái hãng này thì sử dụng rất là hiệu quả và nó rất là bền đó. Đây là những con máy đánh bài cuối cùng của cái hãng này trong năm 2020 này đó. Tại vì thời gian qua thì anh em có thể biết thời gian biến động ở bên Trung Quốc rồi ha. Những anh em đã nghe và đã biết giá cả rất là leo thang và hàng đồ rất là khan hiếm. Tôi về được cái này có vài chục con thôi, không có nhiều, chắc tầm có 30 con thôi, không có nhiều ha. Những anh em nào mà có nhu cầu hay có ý định muốn sở hữu với mình một con máy đánh bài đẳng cấp thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình đó, để tôi sẽ tư vấn và cho anh em tham khảo cái dòng máy này. Anh em ở gần thì có thể qua trực tiếp với cơ sở cũng được, gần chỗ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho mình thử thoải mái luôn. Máy thì mình cơ sở tôi rất là nhiều, không phải cửa hàng CVK không. Còn những cái sản phẩm khác đều có, ví dụ như con máy đánh bài giá rẻ, ví dụ như VB6, A10, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X Max này đều có hết nha. Đó. Ví dụ như là những cái dòng máy đánh bài CVK giá rẻ cũng có, CVK 680, CVK 600, 400 hay là 360 đều có hết nha. Anh em nói chung là cứ liên hệ và tôi sẽ tư vấn nha. Anh em mua máy ở chỗ nào cũng vậy thôi, mua chỗ tôi hay là những cái cơ sở khác cũng vậy. Việc đầu tiên là anh em nên kiểm tra cái uy tín chỗ cái đại lý anh em mua như thế nào, nó có làm ăn uy tín hay không, nó có bán đồ kém chất lượng hay không nha. Thì tiếp theo là anh em phải kiểm tra cái tốc độ của camera này coi nó có nhanh hay không nha. Tốc độ của cái máy nó có nhanh hay không. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em con máy đánh bài CVK 700 này nha. Uy tín của cái cơ sở của tôi thì thời gian qua những anh em đã mua rồi đã biết ha. Với cơ sở của tôi là chỉ bán hàng cái chất lượng, không bán hàng là lừa dối anh em nha. Nên nó là chất lượng và cái độ uy tín thì anh em khỏi phải bàn cãi rồi nha. Bây giờ tôi sẽ mở máy ra thử cho anh em này. Tiếp theo là từ cái tốc độ của cái máy này có nhanh nó nhạy không nha. Máy mình phải dùng nhanh mới hiệu quả được, chứ máy chậm thì chơi nó không có hiệu quả nha anh em. Bây giờ tôi sẽ thử máy này cho anh em. Cái máy nó được bảo mật cực kỳ cao nha. Đây là cái dòng máy đánh bài CVK 700 đó, là được bảo mật cực kỳ cao. Và nó được, đây là thiết kế cái con iPhone 8 này lớp này, nhìn rất là giống, ngoại hình thì giống 100% so với nguyên bản của nhà Apple. Nên nó là anh em đi chơi sẽ rất là tự tin và rất là dễ dàng dùng sắt lắp và đem vào sòng chơi. Anh em muốn được sử dụng một cái máy đánh bài thì bắt buộc phải luôn được bài của mình vào nha. Đây, bài á thì chỗ anh em chơi bài nào thì cứ liên hệ và bên cơ sở tôi sẽ cung cấp được bài đó cho anh em. Còn chỗ không, chỗ tôi không có là bài đó thì em cứ đem cái mẫu của anh em lên gửi lên cho tôi sẽ in in bài cho anh em. Nên là vấn đề bài ở đây á, là tôi đảm bảo chắc chắn là giống 100% chỗ anh em chơi, nên là em không phải lăn tăn gì vấn đề đó. Đó, dù được bài của mình vào này, dùng máy chơi này, bài này giống 100% bài của chợ này. Đó, nó in bữa mã vạch thì thôi chứ anh em có thấy bài rất là đẹp đó, và nó là rất là cứng này ha. Đó, đưa bài quân vào chơi ok. Máy này hỗ trợ cho anh em chơi rất là nhiều loại bài Việt Nam, bài liêng, bài cào hay là bài binh, binh 6 lá hay là binh 13 lá gì đó đều hỗ trợ hết cho anh em, nên nó là anh em không phải lăn tăn đâu. Đó, đưa bài quân vào chơi ok. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em cái tốc độ của máy này có nhanh hay nhạy hay không này. Cảm ơn rất là mượt. Bây giờ từ cái tốc độ này, khi này em mua máy á, thì cứ qua trực tiếp với cơ sở cái phần thao tác hướng dẫn á, thì rất là dễ dàng thôi. Nhân viên sẽ hướng dẫn cho anh em tầm cỡ 5 tới 10 phút đó là anh em thuần thục cái thao tác để mình chơi rồi, rất là dễ dàng. Máy này có rất nhiều chế độ chơi cho anh em lựa chọn để mình áp dụng vô chỗ mình chơi. Đó. Tí nữa phần sau thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái cách sử dụng.
nó cực kỳ dễ. Giờ tôi sẽ thử cái tốc độ của cái máy này, nó có nhanh nó nhạy không, cái vùng quét nó có rộng hay không nha. Này để xuống này, này để xuống này đó, để 4 bên giờ để báo hết nè, thấy không? Nên nó là đang chơi thì nó rất là dễ dàng, tao có ai cầm đi đây lên đó, thấy không? Đó để ngang để chéo để báo hết nè, xa hơn tí nè, gần hơn tí nè, đó chụp lên tí nè, thấy không? Chụp lên tí nè, nên rất là rộng này, đây tí nè, để ngang để dọc để chéo để báo hết nè, dùng bài xuống này còn báo hết nè, ha. Nên nó là em dễ, rất là dễ dàng để chơi ha. Bài nó xoay tí vẫn đọc được, không vấn đề gì đâu à, thấy không? Đó, nên thấy bài nó xoay nè, không vấn đề gì nha. Để bài xuống, cắt bài ra, ha. Đó, máy nó báo rất ok ha. Cái máy này được nâng cấp ở cái phần cứng là cái phần camera đây, cái sườn này là full camera và bóng đèn hồng ngoại, nên nó là cái tốc độ của nó cực kỳ nhanh và cái độ quét bài của nó rất là rộng. Này, nâng cấp phần cứng lên, cái phần camera nó cũng lên theo này, là anh em cầm bài tay bằng báo luôn này, cầm bài tay bằng báo nè, thấy không đó, rất là ok. Đó, đúng không? Cái đây là những cái dòng máy đẳng cấp mới có ở cái tầm khả năng cầm bài tay nó báo. Còn những cái máy tầm thấp không có được cái chức năng này đâu anh em, thấy không? Báo rất là tốt đúng không? Bây giờ cái độ chuẩn xác như thế nào nè, giờ anh em cần giờ thử độ chuẩn xác này, cắt bài ra này, thấy không? Để bài bình thường thôi, không có vấn đề gì nè. Vị trí thứ ba lớn này là mình biết chắc chắn cái tủ thứ ba lớn này nha anh em, chưa bình thường thôi, có đúng hay không này. Đó, thấy không? Báo rất là ok. Đây là tôi thử đây chơi bộ môn bài liên đó nha anh em, bài liên sát liên gì đó hay là ba tay gì đó, máy nó không tính được hết. Nói chung á là máy nó báo tụ nó lớn thì chắc chắn cái tụ nó sẽ lớn nhất ha. Máy thì có rất nhiều đồ chơi cho anh em lựa chọn để mình áp dụng vô cái sân chơi của anh em ha. Đây ví dụ trong quá trình mình chơi có những người đang vào thì mình có thể dùng phím tăng giảm âm lượng này, tăng giảm số người chơi này ha, giờ 5 người này, tất cả những âm thanh được phát ra từ máy này trong quá trình mình chơi á sẽ được truyền qua tai nghe siêu nhỏ như thế này anh em, tai nghe siêu nhỏ này, tai nghe bảo với tí thôi, là chỉ có những cái tai nghe mà đã kết nối á mình mới nghe được. Đây cái khả năng của cái dòng máy đánh bài CVK mới có, thấy không? À. Tai nghe này á là khoảng cách của nó rất là ấn tượng, anh em đứng từ 5-7 mét vẫn nghe rất là to rõ, không bị ù hay là bị rè như những cái dòng tai nghe rẻ tiền của cái máy V6 hay là A10 đâu. Đó là rất là đáng đắt tiền bát gạo nha anh em. Để mà làm được cái điều đó thì cái tai nghe này sử dụng pin pin này và pin này. Pin này là bên cơ sở tôi vừa nhập về này. Đó. Pin này là pin chính hãng nha. Anh em sử dụng những cái sản phẩm này chú ý là phải dùng pin chính hãng như thế này nè. Chơi nó mới chất lượng và cái độ ổn định của cái tai nghe nó mới tốt được ha. Đó, đây là cái pin có cái chữ CVK này, chơi nó mới hiệu quả được. Còn những cái dòng pin pin thường á thì chơi nó không có hiệu quả đâu anh em, nhanh hư tai nghe lắm. Đây. Đó, pin là như vậy. Đây là gồm đây, bên đây là tôi đập trực tiếp nhà máy về luôn á. Đó, thấy không? Pin này ba la, đây cái dòng pin này rất là tốt. Những em dùng để cái dòng pin này đã biết rồi, rất là tốt nha. Một cái pin này thì anh em để từ dùng từ 3 tới 5 tiếng là bình thường ha. Dùng từ 3 tới 5 tiếng mới hết pin của pin đó. Anh em chơi xong thì nhớ cắt tai nghe ra thế này. Đó, bảo lại là mình cắt, mình bảo quản thì nó sẽ dùng được lâu hơn và hiệu quả hơn. Đó. Bây giờ quay lại cái máy này, giờ tôi sẽ thử cho anh em thêm vài ván nữa đi, coi độ chuẩn xác, độ ổn định như thế nào nha. Để xuống nào. Nè, để xuống này nha. Để ngay để dọc để chiếu bao hết này, cắt bài ra này. Đó. Nha. Đó rất là ok, để bài xuống là báo, để bài xuống là báo. Bài xòe tí bằng báo. Rồi máy nó báo vị trí tư luôn nhất nha anh em. Đây là cái chia bình thường thôi, chế độ bán một nhà lớn để mình chơi mình biết. Đó, tụi tôi bấm thứ nhất này. Đối với cái bộ môn bài liên á thì có nhiều chỗ thì cho anh em cho bỏ lá thì cái máy này vẫn chơi được nè, không vấn đề gì. Đây cái dòng máy nó bài cao cấp nên đó là nó chơi rất là hiệu quả. Để xuống này, máy nó bán bao nhiêu thì anh em chỉ cần bỏ bao nhiêu thì chắc chắn mình sẽ lớn nhất nha. Nè, đây cái khả năng bỏ lá này, bỏ 3 lá này chắc chắn mình sẽ lớn nhất nè. Khi nào anh em có nhu cầu cái máy này
thì cứ ghé với trực tiếp với cơ sở, tôi sẽ thử kỹ hơn cho. Bảy đúng rồi nha, báo rất là chuẩn. Trong cái mình chơi mình tính chúng tăng giảm năng lượng này, tăng giảm chúng mình chơi đây này, không? 5 người. Cái màn hình nó thì trở về màn hình đen hết nha anh em, và để sáng thế này nên em không phải lo đâu. 5 người này, để xuống này các bạn này, để các bạn này, các con phải cho bài lại đó. Máy nó bé bao nhiêu thì giờ này chỉ còn bỏ bao nhiêu này, bỏ thứ bỏ 2 lá mình chia mình chắc chắn sẽ lên nút này. Đó. Ha. Đó rất là ok đúng không? Rất là hiệu quả ha. Chơi này sẽ mình thu được. Mà tám rất tôi nhất đó. Và một cái đặc biệt hơn nữa thì cái máy này là cái dòng máy đánh bài CVK 700, là nó là cái dòng máy chuyên để cho những anh em nào chơi cái bộ môn bài binh 6 lá hay là binh 13 lá thì chơi rất là hiệu quả. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em là cái khả năng chị em hỗ trợ cho anh em chơi cái bộ môn bài binh 13 lá. Đối với cái bộ môn bài binh 13 lá, những cái dòng máy đánh bài tầm thấp khác thì anh em để bài đây cho tay con cắt ra, thì anh em muốn chơi được thì anh em phải chập bài lại kéo lại ngay dưới đây thì anh em mới đọc được. Chị quan tí là không báo, chị quan tí là không báo. Nói chung là những anh em nào là dùng máy đánh bài tầm thấp á rồi để anh em hiểu cảm giác đó, chơi rất là mất tự nhiên. Nói chung là những cái thao tác thường đó. Chính vì vậy thì cái phần máy đánh bài cái hãng Serica này được nâng cấp lên cái khả năng là chơi rất là hiệu quả ở cái bộ môn bài bên này, là anh em chỉ cần để bài xuống các bài ra thì nó sẽ cho kết quả, anh em không cần phải chặt bài lại. Nè thử luôn cho anh em xem, nói thì nó dài dòng đúng không, thử luôn cho anh em. Em chỉ cần để bài xuống này mới đặt là anh em cắt bài ra thì nó sẽ cho kết quả, không cần phải chặt bài lại nha, không cần phải chặt bài lại nha. Hơn nữa thì cái góc quét của nó rất là rộng nên nó là anh em rất là dễ chơi. Để đây báo cắt ra này nha, và để đây, để đây này. Đó. Nha. Để đây. Cái ngoài. Đó, để xuống này. Cái ngoài. Nha. Đây nó là anh em rất là dễ chơi nên để bài xuống. Cắt bài ra này. Đó, nên nó là cực kỳ dễ chơi nha, cắt bài. Đó, thấy không? Không cần phải chặt bài lại em thấy không? Nên nó là anh em chơi sẽ tự nhiên hơn. Bây giờ chưa luôn này. Đối với môn bài binh á, thì máy nó hỗ trợ cho anh em tầm 85 tới 90% thôi, còn 10 phần 10 15% còn lại cho đường binh của anh em nữa. Ví dụ như ván này là máy nó báo vị trí đầu tiên của tôi sẽ lớn nhất này, chắc chắn cái tụ tôi sẽ lớn nhất. Những trường hợp tứ quý bãi binh hay thùng phá sản gì đó là máy còn tính được hết và báo hết cho anh em, nên anh em không phải lo. Anh em chỉ cần là theo sự hướng dẫn á, là mình sẽ giành lợi thế hơn cho sân chơi của mình nha. Đây là máy nó báo vị trí đầu tiên của tôi sẽ lớn nhất này. Cái gì đây, gì mà tùm lum đây, đây chỉ có cái thùng thùng sẵn đây anh em. Đó, tôi dỡ hết cái tàu khác cho anh em xem này, coi cái độ chuẩn xác như thế nào nha. Mà rất là thấy đơn giản đúng không? Mình báo tụ lớn nhất hả? Bây giờ tôi giờ hết tụ khác cho anh em xem coi cái độ chuẩn xác như thế nào, anh em biết rồi. Mà này có gì đây?
mà lại sẵn sẵn hai đao đó này. Rồi tôi dỡ cái tụ nữa nè, coi anh em thấy thế nào. Này có gì đây? Hai tụ cuối cùng này, máy nó báo vị trí đầu tiên của tôi sẽ lớn nhất nha, tụ thứ một lớn nhất đó, anh em có thể thấy báo rất là ok và chuẩn nha, mặc dù chỉ có một con tay thôi. Rồi tụ cuối cùng này có cái gì đây? Tụ thấp thùng. Thùng tàn hình anh em. Lấy đi thùng, sau đó đừng sẵn đi. Sẵn hai đôi. Nha, yeah, máy báo rất là ok. Tụ đầu tiên của tôi sẽ lớn nhất nè. Đó. Anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một cái con máy đánh bài từ phổ thông cho tới đẳng cấp thì cứ liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại và ghé qua trực tiếp với cơ sở của tôi cũng được. Ở ngoài Bắc á, thì anh em có thể xuống ngay bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Trong này thì anh em có thể lên bến xe Đức Long ở Gia Lai, bến xe Miền Đông ở Sài Gòn và bến xe Miền Tây nha. Đó, nên đó là anh em tới trực tiếp thử thoải mái, ok thì lấy, không thì thôi ha. Bên cơ sở của tôi là chỉ bán hàng chất lượng thôi, nên đó là anh em không phải lăn tăn nhiều vấn đề đó. Rồi, mọi người nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo.